Xin kính chào các bạn đã đến với kênh Tuy Trang Official nha. Và video này mình xin chia sẻ các bạn cách để dùng điện thoại làm webcam máy tính nha. Thì trên kênh mình đã có chia sẻ là dùng điện thoại làm webcam cho máy tính rồi. Đó chính là dùng phần mềm DrawCam nha. Thì mình cảm thấy là phần mềm này á, khi mà các bạn chưa đăng ký bản quyền á, thì chất lượng hình ảnh chỉ là trung bình thôi, chứ không được tốt cho lắm. Với lại phần mềm DrawCam á, chỉ kết nối được một điện thoại thôi, chứ không kết nối được nhiều điện thoại. Thì video này mình sẽ chia sẻ các bạn ứng dụng để kết nối điện thoại làm webcam máy tính với chất lượng là cực nét nha, nét so với cam gốc của các bạn luôn. Và đặc biệt là các bạn không cần phải trả phí, các bạn không cần phải dùng bản crack nha. Rồi đó chính là phần mềm tên là EVCam nha. Đây. Thì đầu tiên các bạn cần lên máy tính cho mình, các bạn tải phần mềm EVCam này về, các bạn lên Google. Sau đó bạn nhập từ khóa là EVCam cho mình nha. Đây. Thì ở đây có nhiều từ khóa khi mà đề xuất lên á là biển crack nè. Đó, thì các bạn không cần phải dùng crack nha. Các bạn cứ lên Google cho mình, tìm từ khóa là EVCam, sau đó bạn ấn Enter. Rồi thì ở đây sẽ ra trang đầu nha. Đó, cái trang của nó là e2eshop.com. Đây. Các bạn nhấp vô mình nha. Và đây là giao diện của nó. Các bạn có thể dùng bản dịch tiếng Việt nè để đọc dễ hiểu nha. Thì dòng đầu tiên là tải cho máy tính nha. Thì đây sẽ có hai bản, đó chính là tải cho bản 64 bit và 32 bit nha. Còn dưới đây là những bản tải cho điện thoại nha. Đây là cho iPhone nè, cho Android nè. Còn đây có tệp cho Android nè. Rồi, thì hiện tại là máy tính mình đang dùng là 64 bit, mình thì tải 64 bit nha. Thì mình đã tải rồi nên mình sẽ đóng lại. Đây, sau khi mà các bạn tải rồi thì các bạn cài đặt mình nha. Các bạn nhấp đúp vào. Rồi thì đây là chọn ngôn ngữ nha, các bạn kéo xuống để chọn ngôn ngữ của mình. Đó, hình đây không có tiếng Việt nên mình sẽ chọn là tiếng Anh nha. Mình ok. Và đây là mình sẽ chọn thứ một đi luôn nha, mình sẽ để mặc định. Này, ứng dụng là khoảng 51.7 MB nè. Mình chọn Net nha. Net. Còn đây là thì tạo viêm tắt nha, nó sẽ tạo một cái logo đây để cho bạn dễ dùng nha. Bạn ok cho mình. Ok ạ. À. Rồi ok nha, mình sẽ mở thử nha. Rồi tiếp theo là trên điện thoại nha, khi trên điện thoại các bạn cũng tải tương tự nha. Các bạn lên Search Play hoặc là App Store, các bạn gõ là từ khóa là EVCam, nó sẽ ra đầu tiên luôn, các bạn tải cho mình. Cái tiếp theo là sẽ có hai cách kết nối nha. Cách thứ nhất là các bạn kết nối qua Wi-Fi, và cách nối thứ hai là các bạn kết nối qua cáp USB nha. Thì mình khuyến khích các bạn là nên dùng cáp USB. Thì qua Wi-Fi thì các bạn cần phải đảm bảo là điện thoại và máy tính của bạn cùng chung một cái nối Wi-Fi. Còn cái thứ hai là cáp USB nha. Đối với Android thì các bạn cắm đồ sạc vào trong điện thoại và cái đầu USB bạn cắm vào máy tính nha. Khi mà điện thoại hiển thị là chọn tệp nè, chuyển sạc nè, hoặc chuyển ảnh thì bạn chọn chuyển tệp nha. Rồi là xong. Và đối với iOS thì các bạn cần phải tải là iTunes nha. Bây giờ mình sẽ kết nối qua USB trước. Mình sẽ gắn cáp USB giữa điện thoại và trong máy tính nha. Khi mà các bạn gắn xong thì đa số điện thoại Android thì sẽ hiển thị ra như này. Các bạn cho mình truyền tệp nha. Rồi sau khi các bạn chọn truyền tệp thì các bạn quay lại cho mình và cài đặt. Các bạn kéo xuống cho mình nha. Các bạn bật chế độ là nhà tùy dọn phát triển nè. Bật lên nha. Sau đó bạn kéo xuống. Các bạn bật cho mình là gỡ lỗi USB nha. Nếu mà tiếng Anh là USB debugging. Rồi. Sau khi các bạn mở xong rồi cái này á, thì các bạn quay lại giao diện nha. Các bạn mở cho mình EVCam. Rồi thì lập tức thì điện thoại sẽ tự động kết nối nha. Rồi khi mà các bạn kết nối xong rồi thì các bạn cài đặt cho mình nha. Các bạn chọn mình bằng quay gạch này nha. Các bạn chọn setting. Thì phần này là độ dọc ngang của video nha. Đây sẽ cắt là độ ngang. Còn phao chay này rất là độ dọc nha. Rồi thì ở phần video size các bạn chọn mình là Full HD nha. 1920x1080. Rồi thì phần FPS này các bạn chọn 15 cho mình nha. Các bạn chọn số thấp nhất để cho bị hạn chế delay nha. Rồi thì ở phần video quality ấy, là có nghĩa là chất lượng video, các bạn chọn mình là 2 nha. Rồi ok, mình sẽ tắt những cái mic, cái loa này đi. Like. Rồi nó sẽ động kết nối nha. Rồi ok, thì khi mà các bạn dùng cái điện thoại làm webcam thì các bạn cần phải cố định điện thoại nha. Ví dụ đây mình dùng cái keyboard này nhỏ nè. Rồi mình sẽ thử chức năng là lấy nét của nó nha. Đó, khá là ok luôn. Và thì nếu mà các bạn muốn điều chỉnh video nữa thì các bạn chọn mình phần bánh răng nha. Đó, nó sẽ có những cái tùy chọn này như khóa AE, AF nè. Chỉnh cân bằng sáng nè. Và thì này các bạn chọn là tự động hết nha. Đó, bật cái bánh này đi. Rồi thì ở đây sẽ còn những cái tùy chọn là bật đèn flash nè. Đó. Rồi cái này là chỉnh đẹp nha. Mình khuyến khích các bạn được bật cái này nha. Các bạn bật lên thì sẽ lắc nha. Nhà chỉnh size màn hình nè. Đó. Còn này là chuyển camera nha. Camera trước, camera sau nè. Còn này là khóa màn hình nha. Để khi mà các bạn kết nối xong thì các bạn khóa màn hình lại để giữ đỡ tốn pin nha. Rồi thì mình đánh giá là chất lượng hình ảnh của app này là khá là tốt nha.
với lại độ delay á chỉ khoảng là 300 mili giây thôi, có nghĩa là 0,3 giây á. Thì khi mà bạn đưa vào OMS á thì bạn chỉ cần chỉnh cái mic á, cái mic của bạn á delay khoảng 300 mili giây thôi là xong, là sẽ khớp này nha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cách kết nối điện thoại thứ hai nha. Các bạn nhấp vào trong cái icon của IKVCam này, cái shortcut nè. Các bạn nhấp vào trong cái icon này, sau đó các bạn ấn chuột phải, các bạn vào Open File Location nha. Đây, thì trang này các bạn chọn là Drive Install nha. Thì cái này có nghĩa là cài thêm một cái IKVCam thứ hai cho điện thoại thứ hai nha. Đó, thì các bạn chờ một xíu nha. Rồi cài xong rồi các bạn tắt cho mình nha. Rồi để kiểm tra là cài xong chưa thì các bạn ấn cho mình cái phần tìm kiếm nè, hoặc là phần biến Windows cho mình sẽ tìm được khóa là Device Manager. Rồi nó sẽ hiện thị anh đây nha, các bạn ấn cho mình. Rồi đây sẽ ra một cái trang mới, các bạn ấn xuống cho mình là Imagine Device nha. Đây thì các bạn thấy là có hai cái IVCam nha. Rồi vậy ok nha các bạn muốn tắt cho mình. Sau đó mình sẽ quay lại phần này, các bạn nhấp cho mình cái IVCam cho mình nha. Đó thì đây sẽ ra một cái cửa sổ mới đó. Lưu ý là các bạn cần phải cài cho mình nha. Các bạn cài cái driver install nè thì nó mới ra cái cửa sổ mới nha. Nếu mà các bạn không cài thì các bạn ấn vô tiếp tục 2-3 lần á thì nó chẳng ra gì đâu. Rồi bây giờ mình sẽ lên họ khác thì kết nối nha. Đó, ok. Khá là nhanh rồi các bạn. Thì điện thoại này mình dùng là iPhone 7 nha. Đó, chất lượng khá là ok. Đó, lên hết luôn. Điện thoại mình đang mở nè. Mình thử với các bạn nha. Đó, đó. Thì khi mà các bạn dùng bản miễn phí thì chắc chắn nó sẽ hiện ra cái logo của IVCam nha. Thì khi mà các bạn đưa lên OS thì các bạn chỉ cần crop cái khung này thôi. Đây. Các bạn chuột phải vào trong cái phần chassis này. Các bạn chọn Add. Các bạn chọn video capture device nha. Mình chọn là cam thứ nhất đi. Hoặc cam thứ hai đi. Ok. Thì phần này thì bạn chỉ cần giữ phím Alt-T. Thì mình sẽ để đây nha. Mình giữ phím Alt-T. Sau đó mình nhấp vào đây. Kéo xuống. Đó. Che mất đi. Không to là. Đó. Khá là ok nha bạn. Và khi mà các bạn dùng khoảng một hai lần á, thì lần tiếp theo các bạn kết nối á, thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ xấu đi nha. Nó bắt bạn là phải mua bản quyền nó mới mở lại. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái mẹo nha. Hay. Mình sẽ thoát cái nha. Thì chỗ này thì bạn chỉ cần xóa cái dữ liệu của IPCAM thôi. Mình sẽ nhấp đây, mình chọn là thông tin ứng dụng, sử dụng lưu trữ nè, mình chọn là xóa dữ liệu. Ok nha, khi mà các bạn kết nối mà nó bị yêu cầu bản quyền á thì các bạn chỉ cần xóa dữ liệu là xong. Rồi, ok nha, thì video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên nút like video này nếu video hữu ích và ấn nút đăng ký đồng hồ kênh nha. Cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì các bạn để bình luận cho mình nha, hoặc là các bạn nhắn tin qua Facebook cho mình sẽ đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn nha.